Rồi chị cho em biết tên của chị ha. À, tên Việt Nam của chị là Trương Thị Mỹ Hoàng, À chị Hoàng. còn tên Mỹ của chị là Trương Annie. Dạ. Rồi hôm nay chị Hoàng kết nối là để kiếm ai chị Hoàng? À, chị nghĩ chị muốn tìm cái người bạn gái của ba chị nghĩ có thể người đó là mẹ ruột của chị. À, thế nào mà gọi là có thể? Chị có thông tin gì? À, tại lúc gì chị khi chị còn nhỏ đó thì mẹ nuôi chị từ nhỏ tới lớn. À, bà không nói vấn đề là chị là con nuôi. Dạ. Sau khi mà chị lớn lên, lúc mà bà cũng đi qua bên Mỹ này ở với chị nè, với mấy đứa nhỏ nhà chị. Nhưng mà khi tới năm 2015 đó thì bà định đi về Việt Nam, bà ở luôn, bà không có qua Mỹ nữa. Dạ. Thì bà mới nói với chị là giống như chị ở đây chỉ có một thân một mình và mấy đứa nhỏ, bà nói hay là con đi tìm người thân của con đi, biết đâu con tìm được thì nó giống như là có người thêm để mà giống như là che chở mình vậy đó. Dạ. Thì giống như chị cũng hơi ngạc nhiên, chị hỏi sao sao mẹ nói ngộ vậy, con tại sao lại có người thân nữa. Thì mẹ mới kể là hồi xưa khi mà mẹ đi làm ở ngoài Cam Ranh đó, Dạ. thì mẹ làm ở ngoài sở Mỹ ngoài đó, thì ở kế bên cái nhà của cái người đó đó là giống như người ta chứa bài tứ sắc, thì cái bà ngoại đó đó bà đem chị bà tới tới đó bà chơi đánh bài tứ sắc, bà mới dắt chị tới đó để mà giống như chơi trước cửa vậy đó. Thì bữa đó đó là mẹ chị nói á, là chị ăn cái cây cà rem rồi cái chị làm rớt xuống dưới đất, cái chị mới khóc, cái bà ở trong nhà bà nghe bà mới đi ra. Thì bà hỏi là tại sao con khóc, thì cái chị mới chỉ cái cây cà rem, thì bà mới thấy như vậy, bà nói là cái mặt của chị dơ lắm, cái bà mới dắt chị vô trong nhà rửa mặt. Thì rửa xong rồi cái bà nói ồ sao con nhỏ này cái lỗ mũi nó cao quá mà tóc nó vàng dễ thương. Thì ở xóm á, cái bà kế bên bà mới hỏi chứ bà có muốn nuôi nó không, còn người ta muốn cho. Thì mẹ chị lúc đầu mẹ chị nói không, tại bà không có muốn nuôi con nuôi, bà chỉ muốn đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình thôi, mà mẹ chị thì cũng không có chồng. Thì cứ ngày qua ngày thì cứ tới vậy đó, bà ngoại cứ dắt đi lại đó chơi, thì mỗi lần tới đó thì chị không ở đó mà chị qua nhà mẹ chị ở. Thì cũng giống như chắc chị nghĩ là ngày qua ngày rồi mẹ chị thấy giống như thương chị đó mới chịu, thì bà mới đem chị về nuôi. Thì bà lúc đó bà đang đi làm thì bà không có lo được, bà mới đem chị về ở dưới quê ở bên miền Tây á, là cho người chị thứ chín nuôi. Thì sau đó khi mà xong việc rồi mẹ chị về mới bắt chị lại nuôi từ nhỏ cho tới lớn luôn, Dạ, là bà mẹ. không có nói gì về cho chị biết là cái vấn đề đó, Dạ. Có nghĩa tức là mẹ nuôi của là chị đó. dạ. Rồi Rồi còn còn sau cái tấm khi mà dạ em xin lỗi, dạ chị nói đi. Dạ. Dạ. thì sau khi bà nói như vậy chị ngỡ ngàng lắm, chị không biết là giống như em nghĩ mà từ nhỏ lớn mình không có nghe nói gì hết, mà đột nhiên mình nghe vậy thì giống như từ trên trời mình rớt xuống đất vậy Dạ. thôi. Rồi cái chị mới nói mẹ gì cho mẹ biết mẹ ruột của con là ai không, thì mẹ nói là không, tại vì cái người bà ngoại đó đó là bằng tuổi với mẹ, mẹ chỉ biết là bà tên là bà Hai Chua. Rồi mẹ nói Dạ. là con có một người anh tên là Phúc cũng Lai. Rồi xong rồi cái chị mới nói ở ngoài Cam Ranh vậy con đâu có biết ở đâu mà tìm, huống chi bây giờ mấy chục năm mà con biết đâu con tìm. Thì mẹ nói thì mẹ chỉ biết gì thì vậy thôi, chứ mẹ không biết tên mẹ ruột của con. Mà nghe nói là bà ngoại con chỉ có một đứa con gái mà người ta kêu là gái hai hay là hai gì đó, mẹ không có nhớ, tại lúc đó mẹ chị cũng lớn tuổi rồi. Mẹ xong rồi cái chị không không biết làm sao, cái chị mới nhớ ra là có một người bạn của chị ở bên Cali á, ảnh có người chị ở ngoài Cam Ranh. Dạ. Cái chị mới nhắn tin cho cái anh đó, chị hỏi chứ em Hùng em có số điện thoại của chị em không cho chị đi. Cái chị hỏi hỏi chứ chị cần để làm gì, thì chị mới nói là chị muốn tìm cái thân thế của chị. Thì cái Hùng đó đó, Hùng nó nói là ai nói cho chị biết, thì chị mới nói là mẹ của chị. Cái nó nói nếu như mà mẹ chị nói đó thì em kể chị nghe, em biết chị rất là rành. Cái chị hỏi tại sao em biết, thì nó nói ừ thì em biết. Nó nói là em biết đó là má của chị anh Hai Phúc, mà lúc đầu chị chưa có nói là tên anh Hai với tên bà ngoại. Dạ. Nó cái người nó nói với chị trước, nó Dạ. là
bà ngoại của chị tên là bà Hai Chua, rồi anh hai là anh Hai Phúc. Tức là chị nói là biết là đúng rồi phải không? Rồi xong cái nó nói là mẹ của chị tên là Hạnh đó, thì nó là nó biết như vậy thôi, nhưng mà nó theo như nó nghĩ á, tại vì anh Hai Phúc là lai, nó nói là gia đình của má chị là đi Mỹ rồi nhưng mà em không có biết liên lạc ở đâu. Thì cái chị mới nói, tại lúc đó năm nào chị cũng phải về thăm mẹ chị, cho mẹ chị ở Việt Nam luôn mà. Xong cái chị mới nói là bây giờ không biết làm sao. Thì sau đó đó cái chị mới nhờ bạn chị đăng lên Facebook giùm là kiếm người tên bà ngoại là Hai Chua, Hai Chua, rồi anh hai là Hai Phúc, mẹ là mẹ Hạnh, tại vì cái thằng Hùng đó nó kể cho chị nghe đó. Thì chị đăng lên đó, thì lúc đó là ở ngoài Cam Ranh rất là nhiều người vô áp fan với chị, mới nói là biết gia đình của bà ngoại ở đâu. Thì sau đó đó thì chị mới nhận được họ, nhưng mà họ nói lúc đầu mẹ mẹ cái người mẹ đó đó nhận được chị đó thì rất là giận mẹ mẹ nuôi của chị, nói là giống như chị ăn cắp mẹ của chị, mẹ nuôi chị ăn cắp chị đi mà không có nói, rất là giận. Chị nói là má má là người, chị cứ tưởng bà là người sanh chị ra, chị nói má là người sanh con ra, thì má giận má nói sao cũng được, nhưng mà dù sao người ta cũng nuôi con từ nhỏ tới lớn, con không có cực khổ, con rất là sung sướng, cho nên nó là con không có giận má, nhưng mà má đừng có giống như đừng có nói nhiều như vậy con cũng cảm thấy khó chịu đó. Xong rồi á cái thời gian như vậy em biết không, rồi cái lúc đó chị đi qua Cali á là chị thăm bà má đó đó. Xong rồi khi mà chị về 4 ngày sau là mẹ chị mất mẹ nuôi á. Rồi vậy rồi hôm nay chị kết nối là để Mẹ kiếm nuôi của ai? chị mất, Rồi cho em hỏi này vậy để rì. chị kể nó dài dòng như vậy. Xong rồi em biết không, cái lúc đó là 4 tháng sau là chị tìm được ba của chị. Chị tìm được ba của chị thì cái người mà làm DNA cho chị đó mới đưa cái tấm hình của ba chị lúc còn trẻ đưa cho chị, hỏi kêu chị hỏi má của chị á, tức là má mà chị nhận sau này đó, là lúc đó tại vì chị nghĩ là bả là má ruột của chị không có kêu bả đi thử DNA, tại vì giống như là bà ngoại hay là bà Hai Chua với lại Ai Phúc nó rất là mé chí nhau, chị chỉ nghĩ là gia đình, em hiểu không, cho nên chị không có thử DNA với bà ta. Rồi sau này khi mà chị tìm được ba của chị đó thì cái bà mà làm DNA cho chị đó, bà mới nói, bà mới đưa cái hình của ba chị cho chị, hỏi má của chị là có nhận ra ổng hay là ba của chị không. Thì chị đưa cái hình đó thì bà nói là không, không phải ba của chị. Mà sau khi mà chị, trước khi mà chị đưa cái hình đó đó là chị chưa có thử là DNA cha con với lại cái người cha bây giờ. Sau khi mà chị thử xong đó là kết quả đó là chị là con ruột của ổng, thì ổng mới gửi cái tấm hình mà đi lính của ổng cho chị mới gửi ngược lại hỏi cái người đó nữa Hỏi mẹ, hỏi là hỏi. má má coi thử coi có phải là có phải là ba con không. Thì bà coi tấm hình đó là bà không trả lời chị nữa. Từ đó cho tới ngày hôm nay coi như là chị tìm được ba chị hơn 1 năm bà không liên lạc với chị. Chị nghĩ là nó có cái vấn đề gì nó sai sai trong đó, em hiểu không, mà chị thật sự chị không biết là chị sanh ở đâu luôn nữa, tại vì mẹ chị đem chị từ Cam Ranh về là chị biết ở đó thôi, rồi cái người đó cho mẹ chị như vậy Rồi. đó. Rồi đó, khi mà chị gặp bậc ba chị mới đưa cái tấm hình người phụ nữ mà chị nãy chị gửi cho em đó, Rồi. ba chị quen với người đó. Mà ba chị lúc mà ba chị đi đó là ba chị đóng quân ở ngoài An Khê á, chứ không ngoài ngoài Cam Ranh, Rồi, cho em nên hiểu chị rồi. nghĩ nó có một cái gì đó. Rồi, em hiểu Cho nên chị cái muốn tìm người phụ rồi. nữ đó. Rồi, em hiểu nội dung câu chuyện rồi. Có nghĩa là vậy là chị đã kiếm được bà Hai Chua và gia đình của anh Phúc và cô Hạnh, thì chị cho rằng ban đầu thì chị cho rằng đó là mẹ ruột. Nhưng mà sau khi đó là người cha đưa tấm hình ra thì người cha mới nói rằng là người trong tấm hình mới đúng là mẹ ruột. Rồi chị và gia đình mẹ mà Nhưng chị mà ba của chị nè, chị có hỏi ba chị là mẹ chị tên gì không, thì ba chị nói tên là Mai Lan. Mai Nhưng Lan. mà chị hỏi ba chị biết cái họ không thì ba chị nói không. Nhưng mà khi mà chị coi lại cái tấm hình đằng sau lưng mà viết lại giống như là cái tấm hình đó để tặng cho ba chị đó, mà ký cái chữ giống như chữ Mỹ Lan chứ không phải là Mai Lan. Và theo như chị nghĩ Mỹ, thường thường người Mỹ nó nói Mai là Mai, cái nghĩa là Mỹ đó, chị nghĩ là như vậy.
Đại khái tên Lan là chính xác đúng không chị? Trên tên Lan là chắc chắn. Ừ, thì ba em nó là Mai Lan, nhưng mà theo như chị thấy ở đằng sau lưng thì có thể là ký là chữ Mỹ Lan chứ không phải là Mai Lan. Dạ. Rồi cho em hỏi cái vấn đề này là cái người mẹ mà mẹ Hạnh đó bây giờ còn khỏe không? Còn, nhưng mà bà không nói chuyện tới với tới chị tới lúc mà chị bà biết là chị nhận được người cha này là bà không nói chuyện cho chị tới bây giờ luôn là đúng 1 năm rồi. Dạ. Vậy theo chị nghĩ là mẹ Hạnh là mạo danh là ngộ nhận là tự nhận chị là con chứ hay là có một cái uẩn khúc nào đó? Em chị nghĩ là như vậy chứ không có quận khúc gì, nếu như có quận khúc thì bà sẽ nói cho chị hiểu, chứ em nghĩ lúc mà chị biết bà ta thì ngày nào mẹ con cũng nói chuyện với nhau, Dạ. nhưng mà cái ngày mà chị đã nhận được ba chị cho tới ngày hôm nay là coi như biệt tâm là một năm trời không có liên Dạ. lạc, cũng không nói. Từ ngày mà chị gửi cái tấm hình mà ba chị đi lính cho bà đó là bà không bao giờ Dạ. nói chuyện với chị luôn. Dạ. Vậy theo chị nghĩ trong trường hợp này là lý do thế nào? Chị cũng không biết là lý do như thế nào, chị có thể chị nghĩ một là lúc trước khi chị lúc chị còn nhỏ đó, có lẽ không biết là mẹ chị sanh chị ở nơi nào, hay là thất, hay là mẹ chị cái gì hoàn cảnh nào đó cho bà ta, hay là bà ta lụm em, chị cũng không hiểu luôn nữa, Dạ. Rồi cho vậy nên chị không không dạ. biết. Vậy cho em hỏi là chị có thường liên lạc với anh Phúc không? Có, chị có nói chị với ảnh, nhưng mà khi mà ảnh biết chị tìm với ba chị á, thì ảnh nói ảnh chửi chị, ảnh nói là chị không, ảnh không có muốn tìm thằng nào là cha của chị ảnh hết. Thì em mới nói là chị mới nói với ảnh là anh không cần nhưng em cần, tại vì em muốn biết cội nguồn của em là ai, ba của em tên gì và họ gì. Dạ. Tại vì buổi đầu á, khi mà giống như thử DNA rồi em biết không, thì cái bà đó liên lạc với ba chị thì nói là chị sanh ở Cam Ranh, mà ba chị nói là ba chị không có đi đóng quân ở Cam Ranh, ổng chỉ Dạ. đóng quân ở An Khê với lại Gia Lai thôi. Dạ. Ổng nói ở đó là cái quốc lộ 19 gì đó, ở gần đó nó có con suối con sông gì đó, Dạ. Theo em tại đó vì ba chị. chị lúc đó là quen với người đó, người phụ nữ đó đó, Dạ. là mà khi mà ba chị đi về phép bên Mỹ này 1 tháng là ba chị quay lại là ba chị vẫn gặp người đó. Có nghe ba chị nói là gặp ở đâu không? Ở địa phương nào không? Thì ở An Khê á, An Khê là thuộc ở tỉnh An Khê nào? á, Thuộc Gia tỉnh Lai á, à, Gia Lai, An Khê Gia Lai. Dạ 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 nó nói An Khê Gia Lai như là Phú Bài vậy đó. dạ rồi em Ba chị nói ở đó là có quốc lộ 19 vậy đó, dạ là không, nếu mà Phú Bài là ở Huế, nếu mà Phú Bài là Huế á, còn An Khê thì em không biết, còn nếu mà Phú nhưng mà ba chị Bài nói là ba chị ở An Khê Gia Lai, dạ An Khê Gia Lai Quy Nhơn, ở Quy Nhơn, ở Quy Nhơn, Quy Nhơn, An Khê Quy Nhơn hả chị? Quy Nhơn phải Ừ. không? Ở Quy Nhơn, Quy Nhơn nữa. Dạ. Rồi chị, em đã hiểu được cái nội dung câu chuyện rồi. Thì vấn đề ở đây là bây giờ tìm người trong tấm hình tên là Mai Lan hoặc là Mỹ Lan. Đúng không chị? Dạ. Còn Dạ. theo em đó thì chị nên liên lạc lại với mẹ Hạnh và anh Phúc và sẽ trao đổi thẳng thắn với nhau. Và xin thử ADN. Họ không chịu nói em ơi, nếu mà chị họ không chịu nói, Không được thử họ nói. không không chịu luôn, mà họ họ coi Không như là chịu. không nói chuyện với chị. Chỉ có anh hai thì bữa giận chị thì nói chuyện với chị, tại vì lúc đầu mẹ nói là chị với anh hai là anh em một 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 người cha, nhưng mà ba chị á, thì qua bên Việt Nam á, là tháng 5 năm 67, mà anh hai của chị thì sanh tháng 12 năm 67. Chị không có nghĩ là hai anh em, Dạ. Và cái khi mà chị cho gửi nên chị mới hình cái gửi cái DNA cho ảnh đi thử mà anh không chịu thử. Vậy khi mà chị gửi hình xong là mẹ cũng không nói gì luôn, không có nhận là mẹ mà cũng không có từ chối, không có gì hết trơn, không có giải thích về cái điều đó. Không, tại vì lúc đầu chị gửi cái tấm hình đầu tiên đó, chị hỏi là má má nhận thử coi má có nhớ tới cái người này là ba của con không, thì bà nói là không, tại chị nói chị điện thoại mà, bà nói là không không phải ba của con. Thì sau khi mà chị thử DNA với là cha con với nhau rồi đó là chắc chắn á, thì chị gửi cái tấm hình mà ba chị đi lính đó, gửi qua cho mẹ, má chị muốn hỏi thêm 1 lần nữa,
thì bà không trả lời, bà chỉ coi rồi bà không trả lời từ đó tới sau tới giờ luôn. Rồi đưa hình của mẹ bà cho ba coi, ba nó không phải. Thì chị cũng đưa hình của bà má đó đưa cho mà nó không phải, Dạ. nó không tại vì ba chị nói là cái người mà mẹ ba chị quen á là lùn lắm, còn còn cái người mà phụ nữ mà chị kêu má đó là rất là cao. Dạ. À, vậy thì theo em nghĩ, đương nhiên là bà Hai Chua, anh Phúc và cô Hạnh có liên quan đến cuộc đời của chị, nhưng mà nó chỉ là nằm ở một thời điểm, chứ chưa phải rằng là có thể là Dạo chưa này phải. có thể Dạ. Dạ. Tất nhiên là có liên quan, nhưng mà nó chỉ thì là đó chị nằm, cũng nó chỉ nằm nghĩ có ở liên quan. ở một số năm lúc tuổi 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 còn thơ ấu thôi, còn cái người sinh ra thì cũng chưa chắc chị ha, cũng chưa chắc. Phòng. Dạ thì đó, Dạ. bà ngoại của má Hạnh á bán cho má nuôi 50.000. thì lúc đó là bà ngoại á, là Ừ. mẹ nói á, là bà ngoại bà Hai Chua đó bán em bán chị cho mẹ của chị là 50.000 thời đó, mà chị Dạ. không biết thời đó 50.000 bao 50.000 nhiêu thì chị rất không là biết. lớn. Dạ. 50.000 mua được mấy căn nhà đó. Dạ. Vậy thì theo em nghĩ là qua tay của má Hạnh và bà Hai Chua thôi, chứ không phải là cái người đầu tiên sản xuất ra chị. Tại vì như vậy nè, theo như chị nghĩ á, là lúc đó mẹ Hạnh rất là còn nhỏ, còn trẻ lắm, cho nên nó là chị nghĩ mẹ mẹ Hạnh không có biết gì hết, chỉ là do bà ngoại thôi, Dạ. Rồi em hiểu tại vấn vì lúc đề rồi. đó mẹ Hạnh rất là còn trẻ. Dạ. Rồi em hiểu vấn đề rồi chị, rồi em sẽ cập nhật tin cho chị, rồi hy vọng trong cộng đồng có ai biết được cô Mai Lan hoặc là Mỹ Lan thì người ta sẽ nhìn qua tấm hình đó, hoặc là có ai lên tiếng thì em sẽ báo cho chị. Dạ. Nếu mà ai có làm ấy được giùm em á, thì em hậu tạ 2.000. Dạ. Rồi vị sẽ cập nhật cho chị, rồi có ai báo gì thì vị cho chị hay nha chị nha. Dạ. Rồi Dạ, hy vậy. vọng Dạ. là tìm được. Dạ. Rồi em chào anh chị Dạ thì ha. em có cái hình của ba em đó, em có Dạ. cái hình của ba em đó, thì có gì anh để nhiều khi Dạ vâng, được được. có thể mà Lan nhận ra. Dạ, Dạ rồi. dạ cảm ơn nha. À quên nữa là chị khẳng à, chị Dạ xác xin định là, chào. dạ khoan em hỏi chút xíu nữa. Là chị sinh khoảng sinh năm mấy? Dạ Chị khoảng sinh năm mấy? à, chị cái đó chị cũng không biết đâu, tại vì mẹ mẹ nuôi làm giấy khai sinh cho chị, thì Dạ. không biết là chị sinh năm 69 hay 68 thì chị không biết, Dạ, rồi ba chị tên gì? nhưng mà tại vì ba chị qua, Dạ. ba chị tên Thơm. Thơm. Dạ. Dạ Rồi ok chị, rồi em nắm thì được cái rồi. tấm hình mà cái người phụ nữ đó tặng cho ba chị đó là ở sau lưng có ghi tên ba của chị ở trên đó. Dạ, rồi, em thấy rồi. Rồi, vậy em chào anh chị nha. Dạ cảm ơn Dạ, nhiều. dạ, dạ. Dạ em Cảm ơn. chào Dạ, cộng dạ, đồng. dạ. Bye bye chị. Bye bye anh chị. Dạ. Dạ.